Cái này các bạn xem rất cực kỳ hấp dẫn các bạn. Đây là một trong năm đầu dầu cái ổi các bạn, bên kia ổi luôn nha. Đại Lâm duy nhất chỉ có một kênh Đại Lâm mua đồ dòi các bạn. Cảm ơn các bạn mấy lâu nay đồng hành cùng theo dõi kênh Đại Lâm mua đồ dòi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok bạn, vô hàng. Dẫn nó đã đi rồi về tắm luôn. Chia gói rồi Lâm. Bỏ vào. Bỏ hết. Đấy, ăn nậu. Đi vô. Rồi, đi nè. Bỏ xuống. Chết đi. Bên năm quá hay. Hai gói là anh. Sọc quá hay bạn ơi. Ồ, 2-0. Con đội đông như cái quân quen. Thua xóa clip luôn. Quá hay. Quá hay. Cái đầu sọc nó quá hay. Không, nó đã bỏ rồi sọc. Đăng cấp giang cờ. Mặc dù thua. Cái đầu hai gói được không? Đăng cấp không? Một hai. Ô, cái đầu Khánh quá là hay. Hai đều. Gió thổi xuống à. Gió thổi xuống à anh ơi. Anh chạy là gió thổi xuống à. Chọc quá hay. Ủa ba trái rồi anh Sang. Ba trái luôn mà. Ba trái luôn mà. Cái đầu Khánh bóm đội hay quá. Ê nó ba chiếc banh luôn mà, sao không lấy chiếc banh kia cho người ta quýnh. Quýnh ơi. Thôi đừng. Thôi. Năm thằng bốn thằng kia đến coi banh đi. Còn banh nữa đúng không? Ê! Nhiều lại là một khoái, càng nhiều càng khoái. Đúng rồi, mình nó đúng. Năm hai, còn cái banh nữa mà. Còn một, càng nhiều càng khoái. Năm hai. Ủa bảo còn cái banh nữa mà. Đây đây Lâm đá kìa. Hãy sao tới ba. Rồi vậy. Năm hai. Sáu hai. Vậy đường tiến vô. Đường tiến vô đứng. Quá chiều này chiều thơm ông hậu ơi. Bạn là thấy ông lần đầu tiên quýnh đầu trò mà nó xây vòng. Xây vòng. Sao hai. Phóng kìa. Phóng làm gì kìa. Cái tiền á. Hôm qua là ăn ổng
Qua là ăn hả? Hay. Cái đầu anh sọc ghê quá, cái đầu anh sọc ghê quá. 73. 73. Đi xin vòng vòng được 30 ngàn nấu sơm xuống mang ra quậy vụ má mọi liệu anh nhảy bay luôn má lấy số luôn. Có mà cái đường thôi xuống mình lấy cái chỗ con thù năm bảy kèo này có mình Phong vô tiền à. Phong không được quýnh cái nào ha. Ê, Phong không được quýnh cái nào kìa. Đây biết hôm nay rồi chú đó. Không? Cái lột vẫn đi vào thua. Quắc rồi quắc. Đổi rồi. Không? Bán lên nhà không? Bán lên nhà không? Làm gì á trời ơi. Má toàn cao như anh lùn má đánh trong cái xét này. Bé chơi luôn. Bánh kìa, bánh kìa. Về đăng cái clip này chứ đừng có ghi tên nha. Quê lắm. Đúng rồi, Phong nói đúng á. Các cầu thủ đã trận lúc thành hôm nay Phước Bình, Phước Thái, Tân Hiệp. Ra được. Chạy. Qua đây. Qua đây. Không có cái clip này cực kỳ hấp dẫn. Cái clip này thua. Mười năm. Không rồi. Tiền cơm, tiền cháo các bạn ơi. Cà phê, cà pháo. Thì kêu các bạn luôn ủng hộ đồng hành cùng Đại Lâm Vô Địch Giỏi các bạn. Leo và xe. Nhớ leo và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Ok bên. Đẹp không?